Được đẩy thuyền với Lâm Khánh Chi, Quốc Trường phản ứng ra sao? Quốc Trường là nam diễn viên điển trai của màn ảnh Việt, không chỉ có sự nghiệp trực trở, anh còn có trong tay khối tài sản khủng. Bên cạnh diễn xuất, chuyện đời tư của Quốc Trường là chủ đề được khán giả quan tâm. Lâm Khánh Chi đăng tải khoảnh khắc hội ngộ cùng Quốc Trường, được biết cả hai có mối quan hệ bạn bè thân thiết ở ngoài đời, thường xuyên có mặt trong những dịp quan trọng của nhau. Tình bạn của hai người khiến dân tình ngưỡng mộ. Phía dưới bài viết nhiều khán giả để lại bình luận có cánh bày tỏ sự ngưỡng mộ cho tình bạn đẹp này. Bên cạnh đó, có khán giả viết, phải hôn nhau cái nữa lên hình mới đẹp anh ơi. Ngay lập tức quốc trường để lại câu trả lời đầy tinh tế, em muốn làm hoàng tử hay gì? Ở tuổi 36, quốc trường vẫn độc thân. Không ít lần nam diễn viên bày tỏ việc muốn lập gia đình. Quốc trường từng chia sẻ, điều thì không có tiêu chí gì cả và cảm xúc cũng không có thước đo. Bạn có thể quen 10 cô gái đẹp, nhưng lại chỉ yêu một cô gái rất bình thường thôi. Một người trưởng thành không đem sắc đẹp ra làm tiêu chí mà phải là sắc đẹp ở nội tâm. Tôi không có tiêu chí gì hết, chỉ cần sự đồng cảm thấu hiểu cho nhau, cảm thấy cùng tần số và yêu được là yêu. Tôi không quan trọng người ấy giàu hay nghèo, làm ngành nghề nào, không quan trọng người đó xinh đẹp hay không, làm văn phòng cũng được miễn tôi thích và cùng chúng tôi nghĩ, không có bất cứ quy định nào hết. Bên cạnh hoạt động giải trí, quốc trường còn khá mát tay trong việc kinh doanh. Theo đó, nam diễn viên chính là chủ sở hữu thương hiệu mì cây nổi tiếng với hơn 100 chi nhánh khắp cả nước. Nhờ có duyên kinh doanh mà quốc trường đã tích lũy khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Mới đây, Lâm Khánh Chi bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi đăng tải bài viết đăng ký dự thi Miss Universe Việt Nam 2024. Lý giải về việc dự thi Hoa hậu ở tuổi U50, giọng ca sầu tiên thu chia sẻ, đối với Khánh Chi giấc mơ Miss Universe là một cái gì đó mà tất cả các cô gái đều khát khao mong muốn được chạm tới. Khánh Chi cũng vậy. Và hôm nay cho Khánh Chi một lần tiến bước đến đấu trường sắc đẹp khốc liệt một giấc mơ mà Chi luôn canh cánh trong lòng và Khánh Chi tin rằng vũ trụ sẽ không bao giờ lãng quên những trái tim ngoan cường. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi còn đính kèm theo loạt ảnh chụp vô cùng nóng bỏng, quyến rũ. Không giống với các thí sinh khác, thay vì chọn trang phục dạ hội thì Lâm Khánh Chi lại diện bikini để làm ảnh profile. Ba mẹ một con gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, cá tính và thần thái đầy quyền lực. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là một bài đăng vui vẻ của Lâm Khánh Chi. Cụ thể, sau khi Miss Universe Việt Nam tạo cơn sốt với thông tin Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ tham gia màu giải năm nay, nhiều celeb, người nổi tiếng đã đồng loạt tự chia ảnh bản thân là thí sinh tham dự cuộc thi nhằm mục đích ủng hộ tinh thần kỳ duyên, cũng như các người đẹp khác trong cuộc thi. Mặc dù biết rằng đây chỉ là trò đồ của Lâm Khánh Chi, song người hâm mộ vẫn rất nghiêm túc với việc cô nàng nên tham gia một cuộc thi nhan sắc thật sự. Nhiều ý kiến đánh giá Lâm Khánh Chi sở hữu nhan sắc vóc dáng rất tiệm cận với vẻ đẹp của Beauty Queen.